Hello mọi người, mọi người có nhìn thấy cái tay model hôm nay của mình không? Mộng là quẹo xiên lúng túng hết nha mọi người, nhưng đều không sao đâu. Mình làm những cái video này cho nó thực tế nhé. Thì đầu tiên mình sẽ gắn móng cho mọi người. Đó, thì cái cách thức gắn móng thì mọi người nhớ nhé, đưa cái ngón tay khách thẳng ra. Đó, thì mình đừng gò theo cái phao tay của khách nha mọi người. Mọi người gắn chủ yếu là đưa ngón tay khách thẳng ra và mình gắn cái móng thẳng ra là được nha mọi người. Còn cái tay nó có mẹo ra sao thì kệ nó nha mọi người. Nhớ nha, nhớ nhìn cái khớp tay ở trên cùng nha mọi người. Cái chỗ mà mình mang cái nhẫn đó, đó, cái khớp tay đó là một cái điểm chuẩn. Còn cái bét neo cái phao móng của khách thì kệ nha, nó mẹo sao thì mẹo, mình cứ gắn thẳng thẳng ra nha mọi người. Nhớ nha. Đó, thì làm nghề này mọi người cũng biết ha, khách khứa thì không phải tay ai cũng đẹp đúng không? Đó, thì cố gắng làm sao mà làm những cái ngón tay như thế này á, nó thẳng thốn á, thì nhìn cho nó có thẩm mỹ. Đó, thì nói chung á, là cái móng mình đánh giá nó cũng là một cái loại móng giống như là taper square giống như mọi người. Thì nó từ bự nó thon lại từ từ nha mọi người. Thì mọi người có thể dùng nó để làm shape square và mọi người cũng có thể dùng nó để làm coffin nha mọi người. Đó, những cô khách mà muốn coffin dài á, thì mình có thể dùng cái móng này nhá. Mình làm đó, mình sẽ dùa shape nó bó vào một xíu thì nó sẽ ra coffin nha mọi người. Đó, thì nói chung cái móng này là dành cho những cô khách thích làm móng dài. Đó, mọi người thích làm móng square hay coffin thì đều dùng cái móng tip này nhá. Thì cái móng tip này thì trên cái link mình cũng có để nha mọi người. Đó, thì mọi người chỉ cần lên trên cái link và nhìn vào cái hình nhá, cái hình loại móng này thì mọi người order về làm nhá. Lý do tại sao mà mình kêu mọi người làm cái móng này tại vì nó rất là tiện nhá. Thì lát nữa mình làm mọi người sẽ thấy, mọi người có thể nhìn ngang và thấy cái gầm móng ha, cái gầm móng rất là thẳng nhá. Đó, nó rất là thẳng ra. Thì sau khi mà mình gắn lên, mình cắt ngắn á, là nó đã ra một cái shape taper square sẵn rồi nha mọi người. Đó, thì mọi người sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không? Đó, thì mọi người nếu mà muốn làm neo dài thì cố gắng mua những cái loại móng như thế này cho nó phù hợp nha mọi người. Đó, thì nói chung á, tay nghề mọi người có mà không có những cái sản phẩm như thế này thì cái công việc nó cũng rất là khó khăn nha mọi người. Đó, nên mọi người nhớ là làm những cái móng dài như thế này là phải buộc phải mua những cái móng như thế này làm nha mọi người. Đừng có dùng cái những cái móng Eden hoặc những cái móng NATO để gắn nha mọi người. Đó, nhớ lưu ý nhá. Thì sau khi mà mình cắt xong xuôi thì mình sẽ xó móng nhá. Đó, xó cho tất cả các móng đều nhau. Và hai ngón cái mình cũng rất là dễ xó nhá. Mình dạy ngón cái mình xó với những cái móng kia, những cái móng kia mình đã đo sẵn rồi. Thì bây giờ mình dùng cái ngón cái mình đo lại nhá. Đó, rồi mình sẽ so hai ngón cái với nhau thì 10 ngón như một nhá. Đó, nó sẽ đều nhau hết. Thì riêng ngón út là mình sẽ cho ngón út ngắn hơn những cái ngón kia một xíu nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mình gắn móng xong xuôi á, mọi người có thể thấy ha, mình dùa sơ thôi nhá, tại vì nó đã ra cái shape square sẵn rồi và cái gầm của nó cũng rất là thẳng đó ha. Đó, thì mọi người chỉ việc dùa sơ lại một xíu thì nó sẽ ra cái shape square nha mọi người. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đó, và cái cây dũa shape nhớ nhé, mua loài 80-80 nhé. Trên cái link mình cũng có để luôn, hoặc là mọi người có thể mua ngoài Nail Supply cũng được nhé. Miễn sao là nó là 80-80 và bự để mình dũa shape cho nhân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ, mình sẽ đắp bột hai ngón thôi nha mọi người. Tại vì video nó cũng hơi bị dài nha mọi người. Đó, mình cố gắng là video hôm nay thì mình để cho cái video nó ngắn lại một xíu nha, không muốn có video nó quá dài. Thì hôm nay mình sẽ đắp xương xương hai ngọn nhé. Thì cái cách thức đắp bột thì rất đơn giản á. Đối với những cái móng dài như thế này, mọi người chỉ cần đắp hai cục nha. Đó, thì đắp một cục cũng được nha mọi người. Đó, những video trước mình cũng có chia sẻ cách đắp một cục, nhưng đều video này mình sẽ đắp hai cục nha mọi người. Tại vì công việc thường ngày của mình thì thường mình sẽ đắp hai cục nha mọi người, cho mình không có đắp một cục. Tại vì cái thời gian đắp hai cục và một cục thì nó cũng xem nhau, nó không có nhanh hơn đâu nha mọi người. Tại vì khi mà mọi người đắp hai cục á, mọi người vuốt đều tay á, vuốt chuẩn á, thì cái khâu giũa máy và
đũa xếp và chạy máy á, nó sẽ nhanh hơn là các bạn đắp một cục. Tại vì khi mà mình đắp hai cục á, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình chỉnh cái độ cong của móng nha mọi người. Đó, mình vẫn chỉnh cái độ cong và cái độ ốm của móng nữa. Thì lát nữa mình sẽ cho mọi người xem cái cách thức như thế nào. Thì nói chung á, là những cái móng dài như thế này mọi người cố gắng á, phải đắp cho có một độ dày một xíu. Thì thường thường cái chỗ dày á, là cái chỗ nổi móng nha mọi người. Đó. Tại vì thường thường mọi người có thể thấy ha, cái móng nó gãy á, là thường thường nó gãy ở cái chỗ nổi móng, chứ nó không bao giờ nó gãy trên cái kiriko, đúng không? Hoặc là nó không có bao giờ gãy cái đầu móng. Thường thường những cái móng dài như thế này á, nó sẽ gãy ở cái chỗ nổi móng. Nên á, khi mà mình đắp bột á, mình sẽ để nó cái chỗ nổi móng nó dày nha mọi người. Đó, cái chỗ nổi móng đó nó phải dày. Còn đầu móng và khu vực kiriko là nó có một cái độ lai nhẹ mỏng nha mọi người. Đó. Thì lý do tại sao mà mình đắp hai cục là mình cố gắng ha, mình vuốt sao cho nó thiệt là kỹ, và mình vuốt ngay cái chỗ mình để dồn cái chỗ nổi móng nha mọi người. Đó, mọi người nhớ ha, cái chỗ mà mình nổi móng á, giữa móng thiệt và móng giả, cái chỗ đó là phải dày nha mọi người. Đó, khi khi mà nó dày á, thì nó sẽ không có bị gãy, và mình cũng không có muốn đắp cái bộ néo nó quá dày nha mọi người. Đó, thì mình không thích làm cái phong cách là dày, mình chỉ muốn là một cái néo nó có một cái độ dày vừa phải, để tại vì đấy chỉ là một sở thích riêng á, mọi người có thể tham khảo cái cách thức, thì mọi người thấy mà hợp thì mọi người có thể làm theo nhé. Thì mình sẽ chia sẻ lại ha, thì lúc mà mình đắp hai cục á, thì cục đầu tiên á, thì mình sẽ lấy một cục bột vừa đủ ha. Đó, thì thực sự á, là mình sẽ để vào ha, để vào 80% nha mọi người. Đó, 80-90% đều được hết nha. Đó. Đó, mọi người sẽ để vào và dồn vào ở giữa nha. Tại vì khi này bột nó đang ướt mà mọi người vuốt thì nó sẽ chảy và nó sẽ mất, nó mỏng đi nha. Nên lúc bột nó đang ướt như thế này mình sẽ dồn hai bên vào ở giữa nha. Đó. Và lúc mà mình đang bắp là mình đã chú ý tay khách xuống rồi nha mọi người. Tại vì cái camera này nó quay thì nó không có quay được cái góc đó. Cho thực sự mình đang chuỗi tay khách xuống 45 độ nha. Thì khi mà mình chuỗi tay xuống như vậy á, thì bột nó sẽ lai lai nhẹ nhẹ xuống nha. Nó không có chạy xuống dưới móng. Đó. Và cố gắng ha, vuốt hai bên vào nha mọi người. Đó, mọi người cố gắng ha, vuốt càng lãng càng tốt. Mọi người vuốt càng tốt á, thì nó càng giữ được cái shape và nó giữ được cái độ lãng cho mặt móng. Thì khi mà mặt móng nó lãng rồi á, thì lát nữa mọi người sẽ không có chạy máy nhiều nha. Đó. Thì đắp bột móng dài, cái quan trọng nhất là mọi người phải cố gắng nha, vuốt giữ xếp và vuốt cho nó thiệt là lãng. Đó. Thì cái tay nó đã ra 80-90% cái độ cái form móng rồi, thì lát nữa mọi người sẽ không có chạy máy nhiều nha. Rồi, cục bột này á, thì cũng đơn giản thôi. Mình sẽ lấy một cục vừa phải nha. Đó. Thì nếu mà các bạn thấy nó bự quá thì mà các bạn không nhất thiết là phải để vào ha, phải dụt đi, và bạn sẽ lấy một cục bột nhỏ hơn. Tại vì khi các bạn lấy thấy cảm giác cục bột nhiều quá thì mà các bạn để lên thì nó sẽ giữ bột nhé. Đó, thì nên mình lấy một cục bột vừa phải thôi, mình sẽ đẩy cho nó tròn ký đi cô trước nhé. Đó, và để dân ha, để dân bột các bạn chỉ vuốt một cái đuôi bột xuống thôi nha mọi người. Đó, mọi người chỉ vuốt cái phần đuôi bột xuống thôi, không có vuốt nguyên cục bột nha. Đó, vuốt cái đuôi nhẹ thôi nha mọi người. Đó, vuốt cái đuôi thôi nha. Đó, thì khi mọi người vuốt cái đuôi bột á, thì bột ở trên nó còn lại rất là nhiều. Đó, và cái chỗ nổi móng đó nó sẽ có độ dày. Và khi mọi người vuốt cái đuôi bột á, thì cái móng nó sẽ có một cái độ lai ra, cho nó không có bị hòm xuống nha. Đó, khi các bạn mà biết cái cách thức vuốt á, thì cục bột nó sẽ liền nhau nha mọi người. Đó, nó sẽ liền ra, nó không có bị gồ ghề, hoặc là nó không có bị hõm, hoặc là bị lôi lên. Đó, thì cái form móng của mình hay làm là như vậy nha mọi người. Nó không quá dày, mà nó cũng không quá mỏng. Kiriko thì có một cái độ lai nhẹ ra nha. Lát nữa mình sẽ bỏ cái kiriko nằm xuống một xíu nữa. Nhưng điều đặc biệt là cái chỗ nổi móng là mình sẽ để dày nha. Đó, thì cái đấy là cái cách thức mình làm ha. Thì sau khi mà mình đắp xong xuôi thì các bạn có thể thấy ha, rất là sát chân, bột sát chân và mặt móng nó láng. Thì lát nữa mình sẽ không cần phải chạy máy quá nhiều. Đó là cái cách mà làm móng
dài mà nhân gọn thì quan trọng nhất là cái khâu đắp bột nha mọi người. Rồi thì sau khi mà mình đắp xong xuôi thì mình chỉ việc dũa xếp nhé. Đó, mình sẽ dũa hai bên vào ha, mình sẽ kéo cho nó thẳng và kéo cái đầu móng nữa. Đó là nó thẳng ha, rất đơn giản đúng không? Thì khi mọi người có một cái móng tiếp thẳng chuẩn rồi thì mọi người đắp bột dũa xếp nữa thì mọi người chỉ cần dũa sớ thôi là nó có một cái độ thẳng thốn nhất định ha. Thì nói chung là cái cách thức đơn giản là như vậy ha. Đó, mình chỉ việc kéo thẳng xuống nha mọi người. Đó, rất là đơn giản đúng không? Kéo thẳng xuống và đầu móng kéo ngang qua thì nó sẽ ra một cái shape square ha. Đó, rất là nhân gọn đúng không? Đó, nhớ nhé. Thì cái quan trọng nhất là nhờ cái móng tip nha, cái móng giãn nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn có một cái foundation chuẩn ha, một cái móng giãn chuẩn rồi thì các bạn chỉ việc đắp bột giữ shape thì nó sẽ ra một cái shape square đơn giản như vậy nhé. Đó, rất là thẳng thốn nhé, không có bị cong cũng không có bị ấy nhé. Đó, thì cái cách thức làm những cái móng dài này là như vậy nhé mọi người. Đó, thì nói chung là nó không có khó đâu. Thì cái hôm nay là mình sẽ làm design vẽ fan kết hợp và làm airbrush và vẽ những cái lái để rắc kim tuyến nha mọi người. Đó, thì nói chung là cái mẫu hôm nay á thì nó cũng rất là đơn giản, nhưng đều dạo gần đấy thì cái style này khách nó request rất là nhiều nha mọi người. Đó, thì mình sẽ làm thấy nó có ích thì mình chia sẻ cho mọi người cái cách thức làm. Thì thực sự nó rất là dễ nha, mọi người chỉ cần xem xong video là ai cũng làm được. Và cái quan trọng nhất là mọi người phải sắm cho mình một cái máy xịt airbrush nha, nhớ nha. Thì cái máy xịt airbrush trên mình cũng có để trên cái link nha mọi người. Đó, nằm ở cuối, trong cái link thì nó nằm ở cuối cùng. Thì cái airbrush mình trên cái link thì nó chỉ là 30 đô một cái nhé. Máy ngoài thị trường thì 40-50 đô. Nhưng cái máy mình để trong cái link thì nó chỉ giá tầm 30 đô thôi nhé. Đó, thì nó rất là rẻ ha. Làm một con khách là lấy lại vốn rồi. Đó, thì sau khi mà mình dũa xếp xong xuôi, mình sẽ lấy một cái đầu này ha. Đây là cái đầu safety Kiriko. Thì trên cái link mình cũng có bán luôn nhé. Đó, hôm nay là quảng cáo rất được, rất là nhiều đồ đúng không? Đó, mình sẽ đẩy nhẹ ha. Thì cái đầu dũa này mọi người cũng xem video mình nhiều rồi thì cũng biết ha. Đó, mình chỉ cần để từ hai bên cái mép mình đi ha. Từ hai bên cái mép mình lai theo cái đường Kiriko. Đó, thì nó vừa tách được cái bột ra khỏi cái Kiriko và nó cũng linh luôn cái giá chết, nó còn bám lại trên cái Kiriko nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy ha, sau khi mà mình đi một đường á thì bột vừa tách ra khỏi Kiriko và đặc biệt là cái giá xung quanh Kiriko rất là sạch nha. Thì đây là một cái đầu dũa, nó giúp cho công việc của mình nó suôn sẻ hơn rất là nhiều, mình không có sợ cắt chảy máu khách. Và cái thứ hai, mình đi Kiriko rất là ngọt nha, mọi người có thể thấy ha, rất là nhấn nha. Đó, thì nói chung á, làm cái nghề này mọi người phải cố gắng chịu khó thay đổi nha, đừng có giữ khư một cái cách làm cũ nha. Đó, nói chung nghề này là vậy nhá, mọi người phải chịu khó thay đổi theo thời gian. Tại vì nail bây giờ nó khác hồi xưa rồi, nó những cái đồ chơi mới, những cái đồ nghề mới nó rất là xịn, nó tiết kiệm được thời gian cho mình rất là nhiều. Việc quan trọng là mình phải tìm hiểu cái cách xài cho đúng nha, thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nha. Đó, còn mọi người mà cứ xài những cái cách cũ, những cái đầu dũa cũ thì cũng được, mọi người cũng làm xong một bộ nail, những điều nó rất là mất nhiều thời gian. Và đặc biệt nếu anh em nào mà dũa không có chuẩn có thể cắt đứt tay khách nữa đúng không? Đó, thì ai biết, nhiều khi ngày nào buồn buồn tâm trạng không tốt là cắt chảy máu là như thường đúng không? Thì đó, nên sắm những cái đầu safety giống như trên cái link mình để ha. Đấy cũng là cái đầu mí đi úng nhá, nó cũng là safety thôi, mình đi lên da nó cũng không có đứt tay. Đó, thì nói chung là mọi người làm nghề này cố gắng ha, cố gắng thay đổi. Đó, cố gắng thay đổi để cho cái công việc của mình nó suôn sẻ hơn mà nó nhanh hơn. Thì cái cách thức làm nail của mình, móng dài của mình á, thì có một số anh chị á, thì dùng cái dũa xếp để đi cái form móng. Còn riêng mình á, thì mình sẽ không có dùng cái dũa xếp để mình đi form móng nha mọi người. Mình sẽ dùng đầu máy dũa chạy 100% nha. Đó, thì mỗi thợ nail người ta thích một cái cách làm riêng. Đó, cách nào cũng được nha mọi người. Thì đường nào cũng về La Mã đúng không? Đó, đường nào cũng xong một bộ tay thôi.
Đó thì không có cách nào đúng, không có cách nào sai hết nhé. Cái quan trọng là sở thích riêng của mỗi người thôi. Đó thì mình chỉ việc ha, dũa dọc xuống nhé. Đó hai bên hông này thay vì mình dùng cái dũa xếp để mình đi thì mình sẽ dùng cái máy này mình chạy dọc xuống nhé. Đó rất là đơn giản thôi. Nó có hiệu quả như nhau nha mọi người, nhưng đều anh chị em nào mà xài cái đầu dũa này quen tay và đắp bột chuẩn thì mới làm cái quay này được nhé. Còn nếu anh em mà đắp bột không chuẩn thì dùa máy hơi phê nhé. Đó nên mình khuyên mọi người nên ha, luyện cái cách đắp bột sao cho nó chuẩn. Thì khi mọi người đắp bột 80-90% chuẩn rồi á, thì cái khâu chạy máy này mình chỉ chạy 10% còn lại thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình nhé. Đó thì nói chung á, là mình sẽ vẽ phèn hai ngón nhé, hai ba ngón đó. Thì cách thức vẽ phèn á, những video trước mình cũng chia sẻ nhiều rồi, nên video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ sơ qua nha mọi người. Đó. Thì nói chung là vẽ phèn này á, là có rất là nhiều kiểu vẽ phèn khác nhau đúng không? Thì cái cách nào cũng được nha mọi người. Đó nhưng điều cái cách này á, là mình hay xài nhất nha. Đó thì cũng có những cái cách vẽ phèn khác nó cơ bản hơn, nó chậm hơn một xíu nhưng đều nó chuẩn hơn. Thì video sắp tới mình sẽ ra một cái video về vẽ những cái kiểu phén như thế này. Có rất là nhiều cách vẽ phén thì mình sẽ vẽ 3-4 ngón, 3 kiểu vẽ phén khác nhau thì để cho video sau nhé. Còn video hôm nay là mình tập trung chia sẻ cái cách thức xài Everest nhé. Đó thì nói chung mỗi video nó có một cái hay riêng đó. Thì mọi người cứ cố gắng xem video đều đều là sẽ biết hết những cái cách thức làm nhé. Thì cái mẫu design này á thì hiện tại trên mạng nó đang rất là nhiều khách nó thích nha mọi người. Đó thì rất là nhiều khách nó đem hình tới, thì đa số thời nào khi lúc mà nhìn vô tấm hình á, thì người ta nói làm không được. Cái vấn đề á, không phải là người ta không biết làm mà người ta không có máy, không có đồ chơi nha. Đó thì làm cái phong cách design này á, cái kiểu design này buộc mọi người phải có cả airbrush nha mọi người. Thì mọi người cũng có thể dùng pigment để đánh lên á. Mọi người cũng có thể dùng kiểu design này bằng cách đánh pigment, nhưng nếu làm airbrush thì nó nhìn đẹp hơn. Đó thì mình nói chung cái cách design bằng pigment á, thì mình cũng hay làm nha mọi người. Thì bữa nào mình có thời gian mình sẽ làm lại cái kiểu design bằng pigment. Đó. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ design cách này bằng airbrush thì dành cho anh chị em nào ai làm cũng được nha. Mọi người chỉ việc order cho mình một cái máy xịt airbrush về là làm được nha. Và cái cách thức sử dụng máy airbrush thì nó cực kỳ là đơn giản nha. Đó thì hiện tại bây giờ trong tiệm em thì ai cũng biết làm nha. Đó chỉ cần nhìn qua một lần là ai cũng biết làm thôi. Đó. Thì mình sẽ vẽ hết ngón này nhé, là xong cái phần vẽ phén nha mọi người. Đó thì video mình hôm nay thì mình không có cà khịa ai hết, nên mình cũng muốn video nó rút ngắn một xíu. Đó thì nói chung á, là cách thức đơn giản thôi. Mọi người lấy cái máy airbrush ra, bỏ một ít màu cam vào, màu này màu hồng cam nha mọi người. Đó, và một cái màu hồng hot pink nha. Đó, mọi người đổ vào thôi, và mọi người đổ acetone vào nhé, tỷ lệ là sao cũng được nhé, miễn sao mà acetone ít một xíu. Acetone nhiều quá thì nó cái màu nó sẽ không có lên đậm nha mọi người. Đó mọi người để khoảng 50% acetone và 50% polish, hoặc là 40% polish gel polish và 60% acetone nhé. Rồi mọi người chỉ việc quay lên nhé, quay lên cho nó đều cái nước sơn ra, và mọi người đậy nắp nhé. Thì bữa nào mà có nhiều điều muốn tâm sự chia sẻ thì mình sẽ để video dài hơn nha. Còn hôm nay thì chủ yếu là cách design này nhé. Đó rất đơn giản đúng không? Đó mọi người chỉ cần xịt và lắc lắc đều tay ha. Thì cái ngón ở trên ha, cái ngón trỏ của mình là đang bấm nhé. Khi nào mình bấm vào thì cái airbrush nó mới xịt nước sơn ra. Còn bình thường thì airbrush nó chỉ xịt hơi thôi nhé. Đó thì khi nào mà mình bấm vào cái chỗ ngón trỏ ha, mình nhấp 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 vào thì cái màu này nó sẽ bay ra. Đó rất đơn giản đúng không, lắc đều tay thì nó sẽ ra cái hiệu ứng này nhé. Thì nói chung là có rất là nhiều kiểu hiện tại ha. Có một số người thì vẽ màu vàng và xịt airbrush màu hồng, hoặc là vẽ là màu xanh xịt airbrush màu xanh nhạt hơn. Thì có rất là nhiều kiểu design này ha. Những cái kiểu này nó đang rất là hot.
ký. Sắp tới mình làm video nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ lên đây cho anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kiểu này nhé. Đó thì sau khi mà mình xịt airbrush xong á, mình chỉ việc sơn top coat nhé. Mình sơn top coat xong xuôi á thì mình hơ đèn. Sau khi mà mình hơ đèn top coat xong xuôi thì mình chỉ việc vẽ những cái đường line như thế này nhé. Đó thì mình dùng sơn gel màu trắng mình đi những cái đường line. Thì cái cách thích thức đi những đường line thì mọi người có thể xem video và biết ha, rất là đơn giản đúng không? Ngoằn ngoèo vài đường thôi đó, không cần phải hầm hố đâu. Mình chỉ cần đi ngoằn ngoèo vài đường nha mọi người. Đó thì xong mọi người rắc kim tuyến lên là lùng tiền thôi đó. Những cái mẫu như thế này á, mình ăn tiền rất là ngọt nhé. Đó thì mọi người cũng biết rồi ha, làm mỏng dài vẽ phen là bao nhiêu tiền, rồi xịt airbrush lên bao nhiêu tiền, và vẽ những cái lá như thế này 10 ngón thì mọi người cứ nhẩm lại ha, cứ cộng lại là biết một bộ nail này làm bao nhiêu tiền rồi. Đó thì những bộ nail như thế này ấy, thì bình thường thì mình sẽ làm trong tầm khoảng 1 tiếng nha, nhưng điều mình ăn tiền rất là sướng đó. Thì nói chung mọi người cố gắng ha, xem video đều để biết cách thức làm những cái mẫu như thế này, là vừa dễ kiếm tiền mà nó vừa dễ cho mình nữa. Đó, sau khi mà mình vẽ xong xuôi thì mình chỉ việc rắc kim tuyến lên và mình hơ đèn 60 second là mình lùng tiền ha. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẫu design này nhé, để mình nghĩ hy vọng là sắp tới là anh em có thể có những cuộc khách vào đưa những tấm hình như thế này để anh em thực hành ha. Đó thì đây là cái cách thức làm những mẫu design đơn giản bằng airbrush ha. Đó thì nói chung là mọi người phải cố gắng ha, sắm cho mình một cái máy airbrush để gặp những cái mẫu như thế này thì mình làm nó dễ hơn. Hoặc cái mẫu này mọi người có thể dùng cái pink pigment, mọi người đánh lên vẫn được cho mọi người. Đó thì nói chung là có rất là nhiều cách khác nhau chứ không nhất thiết là mọi người làm một cách. Thì đấy là một trong số những cách mà mình hay làm. Thì sẵn quảng cáo bản airbrush thì mình làm luôn video airbrush ha, để cho mọi người biết cái cách thức sai. Thì mình thấy trên cái link mọi người order airbrush cũng rất là nhiều, thì mình cũng ra video thường thường đều đều cho mọi người biết cái cách sử dụng nó ha. Đó thì đấy là cái finish hôm nay của mình nha mọi người. Đó rất là dễ thương đúng không? Đó rất là bánh bèo luôn. Đó thì hôm nay không có gắn đá gì hết nha mọi người. Đó làm tới nhiêu đây là em ấy hết tiền rồi. Rồi thank you anh em đã xem video hôm nay của mình nhé. Hẹn mọi người vào một video kế tiếp. Bye mọi người.